quê tôi miền Tây. Hân Nguyễn chào các bạn nha. Các bạn ơi, bữa nay hai chồng mình mời các bạn đi ăn buffet Mỹ nha các bạn. Ok, mời các bạn đi cùng với mình nha, let's go. Mình vô trong nhà hàng rồi nha. Thì nhà hàng bữa nay đông lắm các bạn ơi. Rồi mình vô trong này tính khách hàng tính tiền nha các bạn. Rồi nhà hàng Mỹ á, thường thường là tính tiền không là mới vô ăn được nha các bạn, chứ không phải nhà hàng Việt Nam nha. Mình với bà xã vô đây sắp hàng các bạn. Bữa nay ngày chủ nhật nha, ngày chủ nhật đông lắm các bạn ơi. Thì đi ăn buffet Việt Nam á, là mình ăn xong thì trả tiền, còn buffet Mỹ trả tiền trước ăn sau nha các bạn. Rồi nhà hàng buffet là giá bình dân. Rồi bà xã mình đang trả tiền nha các bạn. Trả tiền nha. Bà xã mình chuẩn bị mang bao tay. Thì bây giờ cho sạch sẽ chút xíu các bạn ơi. Vẫn còn bệnh Covid á, cho nên mang bao tay lấy đồ ăn giờ là sạch sẽ nhất nha các bạn. Để người đừng bộ người nha. Bò, đậu, rồi, bắp. Cái này khoai lang nhiều nữa. Khoai lang. Khoai lang mà nó nhiều quá. Nó nhiều. Khoai lang còn ngọt ngon lắm ạ. Thì gà nha các bạn, gà chiên nha. Chiên nha các bạn ơi. Thì các bạn muốn gấp bao nhiêu cũng được nha. Gấp chút xích nào các bạn ơi. Theo á, giống như thịt theo vậy đó. Giống như thịt theo xào mặn. Đầy đủ đồ ăn. Khoai tây. Đầy đủ. Rồi, tôm chiên đầy đủ các bạn ơi. Đó, tôm chiên. Tôm lăn bột nha các bạn. Rồi, ăn cũng thoải mái. Không thiếu món gì. Đó, đây là nhà hàng buffet của Mỹ nha các bạn. Bắt đầu tới là gấp salad ăn các bạn ơi. Ở đây salad nhiều lắm nha. Đủ loại rau. Không thiếu món gì. Ăn cái này tốt lắm nha các bạn. Các bạn ơi, mình gấp hai vợ chồng mình gấp ra đây đủ rồi. Thì mời các bạn ăn buffet cùng với hai chồng mình nha. Đầy đủ món. Tôm chiên rồi khoai tây, gà, cá. Có salad nữa các bạn. Đó. Rồi ăn thích ăn nhất là món này nè. Là cá chiên nha, cá lăn bột. Đó, đầy đủ. Mời các bạn ăn với mình nha các bạn. Đó, bữa nay người bạn cùng đồng hành với mình rồi các bạn. Đó, bà xã mình. Rồi, mời các bạn ăn nha các bạn ơi. À, đây là khung cảnh nhà hàng nha các bạn. Đó, đây là cái bếp đang nướng thịt bò. Đó, chút xíu nữa lấy thịt bò ăn. Để mình thu gần lại cho các bạn xem mấy đó thịt bò nha. Ngon không bạn? Ngon không? Buffet ăn đơn giản mà nó ngon các bạn ơi. Thì mình vô mình thích món nào mình gấp món đó à. Thì
mình chia sẻ với các bạn chút xíu nha. Bớt phê ở bên Mỹ á, thấy gì á, nhiều lúc cái giá nó còn bình dân hơn ở Sài Gòn này các bạn. Cũng rẻ lắm á, chứ không có mắc đâu nha. Một phần mười mấy đồng à, chứ không có nhiều. Đó mà đủ thứ đồ ăn đấy các bạn. Đó, ăn nhiêu là đáng đồng tiền rồi nha. Đó, cách chưa hết nữa đó. Mà chưa nói tới là thịt bò nữa các bạn. Một cục thịt bò là hết mười mấy hai chục đô rồi. Mà chưa tới thịt bò nữa nha. Mà phần có mười mấy đô, ăn rất là rẻ. Đó, thì ý mình nói buffet ở Sài Gòn đó. Một phần buffet có 500-600 ngàn trở lên đi các bạn. Đó, nhiều lúc tới bạc triệu nha. Phần buffet đồ ăn bên Mỹ nhiều lúc nó cũng rẻ, không có mắc lắm các bạn ơi. Đó, bà xã mình ăn thấy ngon miệng ha. Đây là rau, salad nè, cái món này ăn nó tốt lắm các bạn. Con salad ngon. Rồi, nó chế ba cái này sẽ nó làm sữa, hột gà này ngon. Rồi nó làm nước sốt rất là ngon. Ăn miếng cá, ăn với miếng salad ngon. À, mỗi cái miếng ăn ngon vô lắm. Bụng ăn ngon á. Ăn ngon ha. Quay phim mà thèm đồ ăn phải gấp ăn chứ. Với dù ăn thì ngon quá. Ngon quá. Cá này các bạn. Ngon. Cá là cá chiên, cá là bột á. Thank you.
nướng thịt bò nha các bạn. Mình đợi lấy miếng thịt bò ăn. Cái này vô nữa các bạn. Đầy đủ nha. Bò mình lấy mang về bàn đây nha các bạn, thấy không, để mình lấy tay ấy chút xíu nha, khoe với các bạn nè, đó rất là ngon, mới nướng ngon nha các bạn ơi, đó đáng đồng tiền ha, đó, các bạn thấy không, đó một phần bóp phê có mười mấy đồng bạc mà quá trời thịt bò luôn, ăn đáng đồng tiền luôn đó. Bây giờ tới phần ăn bánh tráng miệng nha. Đó. Đây bánh tráng miệng nha các bạn. Đây là bánh tráng miệng. Quá trời luôn. Đó. Mà nay cho lấy. Bánh tráng miệng các bạn ơi, mời các bạn ăn bánh tráng miệng với mình với bà xã mình nha, cho các bạn đủ thứ đồ ăn nha, rồi kem rồi bánh còn nhiều lắm đó các bạn ơi, ăn không hết nổi đâu đó. Thì cuối tuần thì hai vợ chồng không ăn cơm nhà, ra ngoài ăn buffet, rồi mời các bạn đi ăn cùng với hai chồng mình cho vui. Các bạn ơi, hai chồng mình ăn xong đó, bà xã mình ra đó các bạn. Các bạn ơi, hai chồng mình ăn uống xong rồi nghe các bạn. Cảm ơn các bạn cùng hai vợ chồng mình ăn buffet của Mỹ nha. Rồi ăn uống xong, cảm ơn các bạn cùng đồng hành và ủng hộ kênh Quê Tôi Miền Tây Hân Nguyễn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho hai chồng mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you. Bye bye.